Đây, trở lại với khủng long 5615 nha các bạn. Hồi nãy giờ ủi giờ sớ à. Giờ ủi xong mới vô sớ làm đầu tiên luôn nè. Đồng này là đồng Tăng Công Chí, Tăng Hồng, Đồng Tháp nha. Đồng này 3 vụ. Đây, con này để mình giới thiệu lại là nó là dòng không có tục bô đó con này á. Không có tục bô, nó 79 ngựa. Có tục bô nó lên tới 89 ngựa lận. Cái dòng 5615 này mà có tục bô là nó cho thị trường, nó dành cho thị trường châu Âu nha. Còn thị trường quốc tế xuất khẩu rồi đó, nói chung là dòng chung đó thì nó không có tục bô. Không tục bô thì 79 ngựa, máy nó là máy John Deere 5045. 5045D máy á, là máy 5 chấm rồi. Cái tông máy thì mình không rõ, không nhớ luôn chứ không rõ gì, có coi rồi mà quên. Nó nặng đâu là 2 tấn 7 mấy, gần 2 tấn 8 đó. Cho mày 2 tấn 8 luôn đó. Tại vì 2 tấn 7 9 mấy rồi. Con này thì cũng thuộc dạng là khủng long ở miền Tây rồi đó chứ không phải dừa đâu nha. Máy 4 đó, cabo đó, kiểu cabo đời đầu đó, đời cũ đó. Cabo của mấy kiểu đó là thuộc dạng là máy khủng khủng nữa. Sẽ chở tắt hai nha các bạn. Sớ xong là chạc luôn đó. Đất ở đây được cái nó không có lúng. Đất cát không à. Bắt đầu vô nước nè, vô nước coi mà đã nè. Cái dòng nó dòng trong rồi, dòng bì ở ngoài nải nước nhiều còn mới sướng. Sần sớ này chắc 2m2 quá, nhìn hơi ngắn. Ờ 2m2, 2m3 gì quá. Đây cái ô bên này nãy sớ gò vào hai con Isiki vô chạc. Trang chạc lại con máy tay bên kia kìa. Con này là Mexico nha các bạn, sản xuất ở Mexico. Cũng sản xuất vào năm 2020 mấy đó, hình như là 2010 cho đến 2013 vậy, mình cũng không nhớ rõ. Mấy cái thông số rồi bây giờ mình nữa mình bổ sung cho mô tả sau nha. Tăng Hồng thì John Deere thì đầy đồng, nhưng mà mình để ý cái đồng Tăng Công Chí này á, Kubota cũng không ít đâu. Kubota dòng 6.000-7.000 với Fiat rồi á, cũng đầy đồng nữa nha. Với mấy con Isuzu bánh lồng chạc này nè, bánh lồng trang này nè cũng nhiều lắm.
đông rồi đó. Cái ô này quá lớn rồi, cho nên mình hạn chế cái góc quay đầu trên đầu dưới. Với máy đằng số tắc 2 số chở này chạy cũng nhanh lắm, mình thấy không kịp. Con Fiat nó lạ quá anh kìa, Fiat 7056. Rồi. Rồi vậy mới đã đó. Hey, cái bộ CV, cái bộ lúc nào mình cũng đã. Cục lồng chạy nước Fiat kìa. PCK đang chạc. Đang chạc nhìn đã không? Thương mát không? Chạy cờ. Đầu xuống đầu dưới này nước, vô nước còn mới phê nữa nè. Fiat vừa xuống luôn. Cờ luôn. Quay coi cái góc như này chứ không có gì hết trơn đó.